Mà bước vô là thấy chú này tôi. Dân mạng hé lộ ra thế chàng trai bị mẹ cô gái chê tơi tả trong show hẹn hò, nhà mặt phố, tiền tiêu ba đời cũng không hết. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Một người tự xưng là bạn của anh Hoàng Nguyễn, người bị mẹ cô gái được ghép đôi chê bai trên sóng truyền hình, mới đây đã đăng tải những thông tin về gia thế nhân vật. Mới đây, mẹ của chị Kim Oanh 35 tuổi, nhân vật tham gia một chương trình hẹn hò đã trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng. Theo đó, người mẹ này thẳng thắn có những đánh giá tiêu cực trước ngoại hình cũng như sự nghiệp của chàng trai được ghép đôi với con gái mình, anh Lương Hồng Hoàng Nguyễn, 33 tuổi, giáo viên dạy yoga. Tôi đi theo con gái tới đây, mong gặp được chàng rể, nhưng khi vừa bước vô thấy chú này, tôi không chấm được, chú ấy thấp quá. Anh Hoàng Nguyễn cao 1m6, lại còn nhỏ tuổi hơn, đến Sài Gòn lập nghiệp 15 năm mà chưa ổn định được sự nghiệp thì không ưng được rồi, là quá dở rồi. Mẹ chị Kim Oanh nói. Sau khi chương trình phát sóng, người mẹ nhận về không ít chỉ trích của cư dân mạng. Bên cạnh đó, một số người cũng tìm đến trang cá nhân của Hoàng Nguyễn để gửi lời động viên đến anh. Nhận được sự quan tâm của nhiều người, anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Ngoài việc an ủi Hoàng Nguyễn, cư dân mạng cũng tò mò về gia thế của anh. Trong chương trình, anh cho biết thu nhập hàng tháng của mình rơi vào khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Tính ra một tháng, anh có thể kiếm từ 30 đến 45 triệu đồng một tháng, một con số không hề nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, một người tự xưng là bạn của Hoàng Nguyễn đã đăng một bức ảnh cả hai chụp chung và tiết lộ thông tin. Tội nghiệp thằng bạn tôi, nhà nó giàu chứ có nghèo đâu, gia đình thì anh nó làm bên Mỹ, hiền lành, gia giáo. Nó học yoga vì thích nghề đó, chứ nhà nó tiêu ba đời không hết tiền. Nhà ba cái ở thị trấn mặt tiền, một cái ở Quy Nhơn, ba mẹ nó buôn bán giày dép có tiếng ở thị trấn. Thông tin này nhanh chóng thu hút cư dân mạng, nhiều người cho rằng nếu đây là sự thật thì người mẹ kia có lẽ sẽ phải tiếc nuối vì sự vội vàng của mình. Thêm vào đó, số khác cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh Hoàng Nguyễn vì gia thế giàu có nhưng vẫn luôn khiêm tốn, nhẫn nhịn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những thông tin một chiều, hiện chưa ai kiểm chứng được độ tin cậy của nó. Về phía nhân vật chính, anh Hoàng Nguyễn, người này vẫn chưa lên tiếng xác nhận về tin đồn về gia thế ở trên cũng như chia sẻ về sự việc vừa qua. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Dân Trí các bạn nhé!